tử Hoa Kỳ một lần nữa lại sai lầm nghiêm trọng. Ngày 30 tháng 3, cuộc tấn công chiến lược bất ngờ của ta đã nổ ra, mở đầu không phải ở Tây Nguyên, Tây Ninh, mà lại là Quảng Trị, nơi mà kẻ thù tự tin là rắn chắc nhất, hiện đại nhất. Lũ giặc hốt hoảng kêu, đây là một cuộc tiến công quy mô dữ dội chưa từng thấy, một cơn bão lửa hết sức dày đặc và mức chính xác thật kinh khủng. Báo chí phương Tây đưa tin, cuộc pháo kích này có cả loại pháo tầm xa mà Mỹ khoe đã từng hủy diệt hết hồi oanh kích đầu xuân. Họ bình luận mỉa mai, phải chăng các khẩu đội ấy đã đội mồ đứng dậy. Trước quả lực tập trung áp đảo mạnh mẽ, quân Ngụy chỉ còn cách đối phó như lũ quan thầy lính thủy đánh bộ Mỹ 4 năm trước đã từng áp dụng lối chui sâu ẩn kín ở Cồn Tiên, Khe Xanh, Đường Chín. Chúng thú nhận không thể đứng dậy được, mà có ra cũng chẳng biết bắn trả vào đâu. Chúng tôi đã nghe tiếng các ông giải phóng điều chỉnh pháo phía ngoài rào. Vòng ngoài gồm toàn bộ các cứ điểm rắn chắc nhất dọc đường 9 và theo trục đường 1 suốt từ Dốc Miếu đến sát Đông Hà mà Mỹ Ngụy khoe khoang là hàng rào điện tử đã nhanh chóng bị đập vỡ tan hoang. Số quân Ngụy còn lại của các đơn vị lính thủy đánh bò và sư đoàn 3 bảo vệ giới tuyến mất hết tinh thần, không dám chống cự lại. Sự rút chạy thục mạng này được Mỹ Ngụy mô tả với một cái tên khá hào nhoáng, đó là chiến thuật di tản. Bị vỡ phòng tuyến đường 9, lũ giặc vội vàng điều quân ở Nam Bộ ra ứng cứu. Nhưng vừa rút quân ra ngăn chặn ở Quảng Trị, thì ngày 5 tháng 4, chiến dịch Nguyễn Huệ ở Đông Nam Bộ đã đánh lớn. Hướng tấn công chính của ta ở đây không phải Tây Ninh, mà là Bình Long. Ba cánh quân chiến đấu hiệp đồng binh chủng của các sư đoàn miền Đông đã tiến đánh đồng loạt Lộc Ninh, An Lộc và chặt đứt ngay khúc giữa lộ 13 ở Tân Khai, Trơn Thành. Kẻ địch đang lúng túng ở Quảng Trị, Bình Long, thì ngày 16 tháng 4, quân ta ở Bắc Bình Định đã giải phóng Hoài Nhơn, Hoài Ân, tiến đánh địch ở Bồng Sơn, Tam Quan. Và ngày 25 tháng 4, các sư đoàn chủ lực Tây Nguyên có pháo binh xe tăng phối hợp, tiến công đánh bại hai lữ đoàn dù, tiêu diệt phần lớn sư 22, đập vỡ tuyến phòng thủ phía Bắc, giải phóng Đắc Tô, Tân Cảnh, tiến đánh thị xã Kon Tum. Và đối phó khắp nơi, thì bốn mũi tiến công quy mô lớn của ta ở mặt trận Quảng Trị đã bồi tiếp một đòn quyết định. Cả một tập đoàn phòng ngự rất mạnh ở phía trong của địch, từ Đông Hà, Ái Tử đến Quảng Trị, La Vang, tiếp tục bị ta chọc thủng. Lũ giặc bị chia cắt thành từng mảng, bị chặn đánh quyết liệt ở Lai Phước và cầu Quảng Trị. Chúng đã bị tiêu diệt đại bộ phận sinh lực, vội vã bỏ toàn bộ căn cứ, rút chạy một mạch về tận Thừa Thiên, bờ nam sông Mỹ đánh. Thế là từ 30 tháng 3 đến mùng 1 tháng 5, một tháng liên tục tiến công và nổi dậy, ta đã quét sạch một loạt tập đoàn phòng ngự rất kiên cố, đánh quỵ gần 5 sư đoàn chủ lực nòng cốt của quân Ngụy, diệt hàng chục thiết đoàn, chiến đoàn, liên đoàn, biệt động quân, giải phóng hàng loạt thị trấn, thị xã,
mở ra một vùng giải phóng rộng lớn ở Quảng Trị, Tây Nguyên, Bắc Bình Định, Đông Nam Bộ. Và lần đầu tiên giải phóng hoàn toàn một tỉnh quan trọng ở vùng địa đầu giới tuyến. Nixon điên đầu cả về thời điểm, phương hướng và quy mô tấn công của ta. Bè lũ chúng lại hết sức bàng hoàng về hệ thống phòng thủ, trong đó có tuyến phòng ngự McNamara, chúng đã dốc sức xây dựng ngót 20 năm trời. Tuyến này có rất nhiều điểm dỡ. Lũ giặc rất tự hào, đây là bức tường thép rắn chắc nhất, loại hàng rào điện tử hiện đại nhất. Chúng quả quyết ta không dám đụng. Và nếu có bị đánh thì chỉ nứt dàn co lại là cùng. Thế nhưng chỉ vẹn vẹn 7 ngày cộng lại, qua 2 đợt tấn công, niềm tin của chúng đã rã rời. Hy vọng cuối cùng về bộ binh ngụy cộng với phòng tuyến hỏa lực Mỹ bị tan vỡ. Một lần nữa, đáp số của chúng về khả năng đối phương hoàn toàn bị đảo ngược. Lúc này, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc Hoa Kỳ buộc phải đau đầu xem xét lại thực chất đạo quân ngụy tay sai. Nhiều quan chức Mỹ đã phải đắng cay thú nhận. 1 triệu quân ngụy, số quân ấy đã quá đủ. Còn vũ khí hiện đại ư? Lạy Chúa, những trang bị chết tiệt này càng không thiếu. Họ chỉ cần, đúng là chỉ cần một thứ là lòng can đảm mà thôi. Hình phòng tuyến sập đổ hàng loạt, quân ngụy bị diệt và tan rã non nửa tổng số. Ngụy quân ngụy quyền còn lại khắp nơi đang hoang mang rối loạn cực độ. Nixon và bè lũ xâm lược vô cùng lúng túng. Đưa bộ binh Mỹ tham chiến thì không dám, để nguyên hiện trạng thì mưu đồ Việt hóa dứt khoát phá sản.